Xin chào các bạn nhé, hôm nay Inox Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn bộ đôi máy rang hạt bằng điện tự động và máy rang hạt bằng điện và ga hoặc là than củi. Đây là hai cái máy rang hạt khách hàng đặt ở bên chúng tôi và chúng tôi đã ra công sản xuất xong. Bây giờ là sẽ test máy cũng như là vệ sinh máy ạ. Trước mắt các bạn đây là hai cái máy rang hạt, một cái bên trái màn hình các bạn là cái máy rang hạt bằng điện tự động và cái máy ở bên tay phải thì sẽ là cái máy rang hạt bằng điện và ga hoặc là than củi. Thì hai cái máy rang này thì nó sẽ có cái điểm khác nhau và nó sẽ có những cái ưu điểm riêng biệt khác nhau. Ví dụ như là một cái máy rang hạt bằng điện tự động này thì các bạn sẽ có một cái bảng tủ điện hiện đại cài đặt được nhiệt độ thời gian. Các bạn sẽ theo dõi được từng mẻ rang của cái máy này và sẽ cài đặt được nhiệt độ theo ý muốn của mình. Đấy chính là cái ưu điểm của cái máy rang hạt bằng điện tự động. Các bạn có thể là tùy cái nguyên liệu hay là tùy cái thời gian các bạn rang thì các bạn sẽ cài đặt được theo ý muốn của mình để cái sản phẩm của các bạn ra đạt cái độ ngon nhất. Đây là cái phễu, cái phễu để lấy nguyên liệu ra. Khi mà lấy nguyên liệu xong thì các bạn sẽ gác lên như này và bắt đầu các bạn sẽ vận hành máy. Còn các bạn lấy nguyên liệu thì các bạn sẽ hạ nó xuống như thế này. Cái máy này thì chúng tôi đặc biệt gia công theo yêu cầu khách hàng là cái phễu lấy nguyên liệu vào mới là cái máng ở bên dưới là sẽ làm dài ra và có sáng như thế này. Máy này thì các bạn sẽ phải lắp cho cái máy này chạy đường dây riêng cho nó đi dây 6 chấm hoặc là 8 chấm cái máy rang hạt bằng điện tự động như này. Còn ở đây là một cái máy rang hạt bằng điện và ga hoặc là than củi thì các bạn sử dụng nhiên liệu đốt trực tiếp là ga hoặc là than củi ở bên dưới đáy này. Và dây điện thì chúng tôi đã làm lớn như thế này và về thì các bạn chỉ việc cắm vào bất kỳ một cái ổ cắm của gia đình mình. Các bạn sẽ có thể sử dụng cái máy rang này rồi. Máy rang này nó sẽ có hai cái ưu điểm. Thứ nhất là dễ sử dụng. Cái thứ hai là các bạn sẽ phù hợp với mọi nguồn điện để các bạn vẫn có thể có một cái máy rang đảo tự động. Nhưng mà các bạn sẽ tận dụng được nhiên liệu đốt là ga hoặc là than củi. Đặc biệt là than củi thì các bạn có sẵn rồi thì các bạn không phải mất tiền cho cái nhiên liệu đốt này. Và cái thứ ba là cái ưu điểm của nó là các bạn sẽ có thể là đẩy đi và các bạn sẽ rang được cái máy này, sử dụng được cái máy này ở các cái hội chợ hay là di chuyển ra bất kỳ một cái chỗ nào. Các bạn chỉ cần có một cái nguồn điện, một cái ổ điện bình thường thôi là các bạn sử dụng được cái máy rang này. Đây chính là ba cái ưu điểm của cái máy rang hạt bằng điện và ga hoặc là than củi. Còn cái máy rang bằng điện thì cái ưu điểm của nó là các bạn sẽ cài đặt được nhiệt độ thời gian và nó sạch sẽ, nó không có bụi, không có khói giống như là cái máy rang bằng ga. Thì tùy theo cái nhu cầu của các bạn cũng như là tùy theo cái chỗ mà các bạn bán cái máy, bán cái sản phẩm máy rang này thì các bạn có thể là chọn cho mình một cái máy rang nào cho nó phù hợp nhất đối với các bạn ạ. Và nếu như các bạn có nhu cầu hoặc là có muốn tư vấn về cái máy rang hạt thì các bạn cứ liên hệ với lại Inox Thanh Hưng chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn tư vấn báo giá cũng như là hỗ trợ các bạn để các bạn đặt được một cái máy rang ưng ý nhất, phù hợp với lại cái điều kiện bán hàng của các bạn cũng như là phù hợp với lại cái nguyên liệu mà các bạn rang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Inox Thanh Hưng và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.